xin chào tất cả các khán giả đang xem video của Loan Hensi. Mình thấy cái này mắc cười lắm này, không biết các bạn có thấy mắc cười hay không nữa. Mình chuẩn bị đi ăn từ lúc đầu giờ chiều cho tới bây giờ luôn á, là một tiếng rồi mình mới ra quyết định là mình ăn cái gì á. Đây là quán bánh cuốn mà Loan Hensi hay ăn nhất luôn á. Để nói là bánh cuốn ở đây ngon xuất sắc luôn thì mình không có dám khẳng định, nhưng mà đây là một trong số những quán mình ăn cảm thấy khá ok. Giá ở đây cũng phải chăng nữa nên là quán lúc nào cũng đông hết trơn. Bình thường mình mua ở đây chỉ thấy hai chị em bán thôi, nhưng mà bữa nào quán đông thì có thêm một người phụ nữ. Loan Hensi đang quay cho các bạn xem, đó là khu vực bánh bánh. Chỉ có một khu vực nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này thôi, bởi vì ở đây là bán vỉa hè chứ không có quán xá gì hết trơn á. Ở đâu cũng vậy hết, chán một lớp bánh mỏng sau đó lấy ra rồi mới bắt đầu cho nhân. Hồi xưa nhà Loan Hensi cũng bán bánh cuốn á, cũng đun bằng bếp lò và làm thủ công. Mà bây giờ nhà Loan Hensi hết bán rồi, chỉ còn có mỗi nhà bác mình bán thôi. Mà ở dưới Trảng Bom á, chứ không có gần nhà mình cho lắm. Không biết các bạn có biết Trảng Bom không ta? Làm cái này mà không có lẹ hay là lửa không có lên đều là không có kịp bán cho khách đâu. Mọi bữa lên gì tới ăn thì đã đông khách rồi. Chắc do hôm nay mình đi sớm nên là còn hơi vắng một chút. Nhưng mà mình cũng phải khẳng định một điều là ăn cái món này lúc nào mình cũng phải đợi hết trơn á. Bởi vì món này phải ăn nóng hổi bốc khói mới ngon. Những quán bánh cuốn mà Loan Hensi đã từng ăn ở Sài Gòn nè, mỗi lần mà gấp bánh lên là nhân rớt ra hết trơn à. Không có giống như nhà bác mình bán, cũng có rớt nhân ra ngoài nhưng mà xuất sắc rớt ít hơn ở đây. Nói chung là gấp lên thì nhân vẫn còn ở trong bánh chứ không có bị rớt hết ra ngoài giống như ở đây. Mình cũng không rõ lý do là tại sao nữa, có khi nào do bột không ta? À, mình biết rồi, mình nhớ rồi. Loan Hensi nhớ là mẹ có dặn khi cho nhân vô cuốn thì lấy tay ấn nhẹ xuống một chút xíu để cho nhân dính vô trong bánh, thì khi ăn khách có thể ăn được cả bánh và nhân luôn. Ở đây thì người ta cuốn tròn rồi cắt luôn. Biết rồi. Ở đây có bánh cuốn và bánh ướt luôn, đặc biệt là bánh cuốn trứng. Bánh cuốn trứng ở đây người ta làm ra một cái bánh màu vàng luôn. Còn ở chỗ mình làm là đập nguyên quả trứng vô gấp bánh lại rồi đem ra cho khách. Ô la, bánh đã ra, ngồi đợi cũng phải vài phút á. Ở đây nước chấm để trong ca sẵn cho mình tự chế luôn. Phần này ra trước là phần bánh cuốn thường. Mời các bạn cùng Loan Hensi xem coi ở trong dĩa bánh cuốn này có những gì. Đương nhiên là phải có bánh rồi, hi hi. Có nem chả và bánh tôm. Giá ở đây là 15-20k một dĩa. Dĩa này của mình là 20k. Ớt này cũng được để riêng, mình ăn bao nhiêu mình cho bấy nhiêu. Loan Hensi kêu một dĩa bánh cuốn 20 và một dĩa bánh cuốn trứng. Bây giờ dĩa này ra trước rồi còn đợi thêm dĩa kia nữa ha. Ở dưới chỗ nhà mình làm thì không có bánh tôm mà thay vào đó là có chả giò và đậu hũ chiên. Mới đầu ăn ở Sài Gòn thì mình thấy quán bánh cuốn nào cũng có bánh tôm, cũng thấy hay và khá thú vị, nhưng mà không phải là quán nào làm cũng ngon đâu nha. Ăn một thời gian thì mình không có lấy bánh tôm luôn, mình vẫn thích chả giò và đậu hũ chiên hơn. Đây là dĩa bánh cuốn trứng. Bánh cuốn thường thì có bánh tôm, còn bánh cuốn trứng thì không có nha. Trứng được đánh ra sẵn như thế này nên mình cũng không thích ăn. Tùy theo khẩu vị của từng người, còn mình thì thích ăn trứng nguyên quả hơn. Trời ơi, sắn một miếng mà cái lòng đào nó chảy ra, phải nói là nó ngon gì đâu mà ngon. Hình như là một cái bánh là một con tôm hay sao á. Trong bánh còn có đậu xanh nữa mà mình không rõ là đậu xanh hay vỏ đậu xanh luôn á, mình thấy toàn vỏ không à. Hi. Bánh này cũng ngon lắm này, ăn tại chỗ thì vẫn còn giòn và còn bùi bùi đậu xanh nữa. Khi ăn thì Loan Hensi có cảm nhận được bộ bánh dai dai và dẻo. Vì phần ăn này được làm tại chỗ nóng hổi luôn nên khi đem ra bàn ăn còn bốc khói mùi rất thơm. Một số người ăn thì chấm từng miếng bánh vào chén như thế này, nhưng mình thấy chấm như vậy thì nhân bánh sẽ rơi xuống nước mắm hết, nên Loan Hensi ăn theo cách truyền thống. Hi. Đó chính là rưới nước mắm lên trên cái dĩa bánh này luôn. Mình sẽ cho nước mắm vừa phải thôi để khi nhân có bị rớt ra thì mình vẫn có thể xúc ăn được. Một dĩa như thế này thì có giá và rau thơm ăn đỡ ngán nè. Sau khi ăn xong thì mình quyết định qua quán chè. Những quán chè và quán nước ở đây có giá rất rẻ luôn, tại vì nằm ở gần trường đại học nên có rất nhiều sinh viên. Mình kêu hai ly, một ly là sương sáo và một ly là chè Thái. Hai ly này mỗi ly chỉ có giá là 12k à. Ly chè Thái này có nghe mùi sầu riêng nên rất thơm. Topping ở tất cả món chè ở đây thì gần như là na ná giống nhau. Sương sáo thì hơi ngọt một chút nhưng mà ăn cũng ngon lắm nè. Cái màu đen đen vuông vuông này là sương sáo. Loan Hensi cũng không biết cái dây màu xanh xanh này là cái gì, mà cái ly này là sương sáo hạt lựu. Còn bên chè Thái này thì có thêm nhãn và mít nữa.